Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 10, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên sàn giao dịch New York giao tháng 11 năm 2016 tăng 39 cent lên 50,26 đô la Mỹ trên một thùng. Lượng dầu mỏ tồn kho của Mỹ đã tạo thêm động lực khiến giá dầu mỏ tăng sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC hồi tuần trước thông báo cắt giảm sản lượng. Giá dầu cũng tăng cao hơn sau so quyết định hồi tuần trước của OPEC với chi tiết cắt giảm sẽ được hoàn tất tại hội nghị của OPEC tổ chức tại Viên Áo vào ngày 30 tháng 11 tới.